Minh Phi xin chào quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe và tiêu dùng. Ho và viêm họng là một trong những chứng bệnh phổ biến của hệ hô hấp. Y học hiện đại thì có rất là nhiều phương pháp để điều trị chứng bệnh này. Tuy nhiên, đa số mọi người thì vẫn ưu tiên chọn phương pháp đông y, bởi vì khi điều trị bằng phương pháp đông y với các loại thảo mộc quý hiếm, các loại thảo dược thiên nhiên thì việc điều trị sẽ rất là hiệu quả, an toàn và không có những cái tác dụng phụ. Chính vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Vi xin mời quý vị hãy dành thời gian đồng hành và chúng ta sẽ tìm hiểu một sản phẩm rất là đặc biệt đến từ Thụy Sĩ, viên ngậm thảo mộc Ricola. Ricola là một trong những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất kẹo thảo mộc, được sử dụng để hỗ trợ trong điều trị các bệnh ho, viêm họng. 90% sản lượng dùng để xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia ở các khu vực châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Tất cả các sản phẩm từ thảo mộc đều được sản xuất tại nhà máy Ricola đặt tại Laufen, Thụy Sĩ. Ricola đặc biệt quan tâm đến khu vực trồng trọt với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, đảm bảo nguồn nguyên liệu thảo mộc có chất lượng tốt nhất. Theo đó, tất cả thảo mộc Ricola đều được trồng trên các vùng núi cao ở Thụy Sĩ theo phương pháp trồng trọt hữu cơ, cách xa các khu công nghiệp và hệ thống đường bộ. Điều này giúp thảo mộc không nhiễm phải các chất độc hại. Thảo mộc được thu nhận từ những trang trại đạt tiêu chuẩn và dưới sự hợp tác của công ty liên doanh hợp tác xã các nông dân Thụy Sĩ. Trước khi thảo mộc được chuyển vào khu vực sản xuất thành phẩm, tất cả đều phải thông qua một quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, thông qua các chỉ tiêu đánh giá như màu sắc, mùi hương, độ thanh khiết và tỷ lệ thành phần dược tính. Mọi tiêu chí đều thực hiện hoàn chỉnh, đảm bảo tính chính xác của kết quả. Chỉ có các loại thảo mộc với chất lượng tốt nhất mới có thể được chọn qua khâu kiểm tra này. Phần cuối cùng của dây chuyền sản xuất, hỗn hợp được làm cô đặc, đảm bảo thành phần chiết xuất từ thảo mộc đạt tỷ lệ cao nhất. Ricola đặc biệt lưu tâm đến chất lượng và tính tự nhiên của nguồn nguyên liệu, không sử dụng màu và hương liệu nhân tạo. Hỗn hợp này sẽ được tiếp tục đun nóng, làm mát và tạo hình thành phẩm. Toàn bộ khâu sản xuất và đóng gói sản phẩm đều thực hiện ở Thụy Sĩ. Thưa quý vị, và để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm này thì Minh Vi xin mời quý vị cùng đồng hành cùng với chương trình tư vấn sức khỏe và tiêu dùng. Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với chị Đặng Tường Linh là quản lý sản phẩm viên ngậm thảo mộc Ricola. Xin chào chị Tường Linh ạ. Chào Minh Vi và chào tất cả khán giả xem truyền hình. Vâng, thưa chị Tường Linh, được biết là trên thị trường có rất là nhiều các sản phẩm giúp cải thiện những cái bệnh về đường hô hấp, mà điển hình đó là ho, viêm họng. Thì được biết là viên ngậm thảo mộc Ricola cũng là một trong những dòng sản phẩm tiêu biểu trên thị trường. Nhân cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì trước tiên chị có thể giới thiệu rõ nét hơn về sản phẩm này cho các khán giả được biết không ạ? Viên ngậm Ricola thì không phải là một cái thương hiệu quá xa lạ trên thế giới, bởi vì là nó đã xuất khẩu hơn 50 nước trên toàn thế giới, như là Mỹ hay là thị trường châu Âu qua châu Á, và nó rất là nổi tiếng. Ra đời vào năm 1930 tại một thị trấn nhỏ Flouvren tại Thụy Sĩ, do ông Emil Richterich phát minh ra và thành lập nên cái công ty đó. Đến đây thì họ đã có hơn 85 năm phát triển cái sản phẩm này, và thực sự ra mà nói thì họ dựa vào trên một công thức mà nó mang một tính chất rất rất là bí mật, và đến bây giờ họ vẫn không có đưa ra ngoài thị trường, mà chỉ có gia đình của ông này giữ cái bí mật này. Và hiện tại nay thì cái thương hiệu này rất là được mọi người yêu mến trên toàn thế giới, và các ngôi sao nổi tiếng như là Madonna, Michael Jackson, Mariah Carey đều sử dụng thương hiệu này như là một bí quyết của họ để giúp để thông cổ mát họng, giữ giọng hát của họ. Vâng, và có thể thấy là Ricola chiếm được cái sự yêu thích của tất cả các khách hàng ở ngoài thị trường. Thì cái điểm nổi bật nhất mà Ricola nhắm đến đó là chiết xuất từ thành phần thiên nhiên, hay nói đúng hơn đó là những cái thảo mộc thiên nhiên. Và mọi người thường hay có một câu nói rằng là thảo mộc chính là linh hồn của Ricola. Chị có thể giải thích rõ hơn không ạ? Ricola linh hồn của nó chính là thảo mộc. Bởi vì như tôi đã nói ở phía trên đó, là tất cả đều được làm từ 13 loại thảo mộc, và theo một cái công thức bí mật và gia truyền. Và theo cái mùi vị mà mọi người nhận thấy trên thị trường nó khác nhau là do cách họ gia giảm cái 13 loại đó, và họ thêm những cái chiết xuất khác từ thực vật. Cho nên là khi mà mọi người sử dụng, mọi người cứ cảm giác là mỗi mùi vị nó sẽ từ thảo mộc khác nhau, nhưng thật ra nó vẫn từ một công thức bí truyền đó. Có thể thấy là các sản phẩm của Ricola được sản xuất theo một phương pháp truyền thống rất là đặc biệt, và những điều đó cũng tạo nên cái sự khác biệt
của Ricola trên thị trường. Nhưng mà không biết là trong chương trình ngày hôm nay thì chị Tường Linh có thể chia sẻ cũng như là bật mí một chút xíu cho tất cả các khán giả được biết cái phương pháp cũng như là cái quy trình mà chúng ta thu hoạch các loại thảo mộc để chế biến không ạ? Thật ra đây là một sản phẩm của Thụy Sĩ cho nên cái chất lượng của nó cũng mang thương hiệu của Thụy Sĩ. Và khi người ta làm nên cái thảo mộc này thì đối với Ricola, thảo mộc là linh hồn cho nên họ quan trọng đến chất lượng của các loại thảo mộc. Khi mà trong cái giai đoạn sản xuất đó, họ lựa chọn các loại thảo mộc với một cái tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt. Khi mà màu sắc, mùi vị, độ thanh khiết, thậm chí là phần trăm của dược tính có trong nó có đủ để làm nên một cái viên thảo mộc có chất lượng không, và họ được kiểm soát rất cao trước khi ra thị trường. Thì cái quy trình sản xuất này nó được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Bởi vì sao? Bởi thu hoạch thì họ thu hoạch trồng trọt, thì họ sử dụng các phương pháp về truyền thống, chẳng hạn như bắt sâu bằng tay, nhổ cỏ cũng bằng tay, và họ hoàn toàn không sử dụng phân bón hay hóa chất gì trong giai đoạn mà họ sản xuất lên. Khi mà họ thu hoạch thì họ kiểm soát bằng tay, xong sau đó họ về họ có máy móc để họ xem dược tính đã đủ chưa để tạo nên chưa. Cho nên rất là nhiều người ngạc nhiên khi mà họ đến thăm nhà máy của Ricola, họ thấy là theo cái mắt thường thì nhìn thấy Ricola rất là tốt, những cái thảo mộc làm nên rất là tốt, nhưng mà thực sự ra sau đó thì họ loại bỏ hết, mà theo mắt thường mình thấy là nó rất là tốt, tại sao loại bỏ? Nhưng mà đối với Ricola, chất lượng luôn là yếu tố hàng đầu. Vâng, và ra đời hơn 85 năm rồi, nhưng mà có lẽ là viên ngậm thảo mộc Ricola vẫn là cái sản phẩm được ưa chuộng nhất và được ưu tiên khi chọn lựa. Vậy thì không biết nguyên nhân chính là vì sao ạ? Nguyên nhân chính của nó là như tôi nói là chất lượng luôn là yếu tố hàng đầu. Họ từ khâu chọn nguyên liệu cho đến khâu sản xuất hay tất cả những quy trình về sau, nó đều đặt chất lượng lên là mục tiêu hàng đầu. Cái gì tốt thì giữ lại, cái gì không tốt thì loại bỏ, cho dù đôi khi họ cảm thấy là rất là lãng phí cho những nguyên liệu đó. Mặc dù là một trong những cái cách để điều trị những cái bệnh về đường hô hấp giống như là bệnh ho hay là bị viêm họng, thì kẹo có lẽ là cái sự chọn lựa mà ai cũng sẽ ưu tiên nhắm tới. Thay vì chọn uống một viên thuốc thì ngậm một viên kẹo vẫn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Nhưng mà với những người mà có cái thể trạng hơi tăng cân một tí thì khi nghĩ đến kẹo, người ta sẽ lo về cái lượng đường trong một viên kẹo đó. Thì Minh Vy được biết là hình như là Ricola cũng rất là linh động trong cái việc phân loại, có những cái loại không đường và có những loại có đường, đúng không ạ? Thật sự ra Ricola nó có rất là nhiều dòng sản phẩm, nhưng mà Ricola họ muốn phát triển nhất là dòng sản phẩm sugar free, tức là không có chứa đường trong đó. Bởi vì họ cảm thấy là với cái cuộc sống hiện đại hôm nay thì dễ tăng cân béo phì, mắc những cái chứng bệnh không có tốt, cho nên là họ hướng tới những khách hàng như vậy. Và hiện nay đúng là xu hướng của thế giới là như vậy, cho nên là tất cả các loại sản phẩm của họ dĩ nhiên là có những cái dòng có đường, nhưng nó không chú trọng bằng cái dòng không đường. Cho nên sản phẩm này nó độc đáo ở chỗ là những người ăn kiêng hay là những người sợ tăng cân béo phì gì đều có thể sử dụng được. Vâng, và nếu như bây giờ chúng ta so sánh viên ngậm thảo mộc Ricola với một vài sản phẩm tương tự ở trên thị trường đó, thì Ricola có những cái điểm nổi bật nào chị có thể tổng quan cho các khán giả biết được không ạ? Vào năm 2014 thì Ricola họ đã làm một cái nghiên cứu thị trường rất là bài bản tại Việt Nam, để họ nghiên cứu về thói quen của người Việt Nam khi sử dụng viên ngậm, cũng như là cảm nhận của người tiêu dùng khi mà họ sử dụng sản phẩm như thế nào. Vâng. Thật ra thì tạo được một cái kết quả rất rất là khả quan, là hơn 97% người sử dụng cảm thấy là khi họ sử dụng xong họ thấy được thông cổ mát họng và giảm được những cơn ho mà họ mắc phải, đặc biệt là dân văn phòng hay là dân ngồi máy lạnh, những người dùng máy ngồi máy lạnh nhiều thì cảm thấy khô cổ, và họ thích cái sản phẩm này. Nó không đường, nó bao bì nó rất là bắt mắt, và chất lượng thì luôn luôn cam kết là chất lượng tốt nhất. Vâng, và thêm một điều nữa là bởi vì thật ra là Minh Vy cũng là một fan hâm mộ của Ricola từ trước tới giờ, cho nên là Minh Vy rất là quan tâm khi mà được ngồi đây và trò chuyện với chị Tường Linh. Và không biết là Ricola thì có thể dùng cho mọi lứa tuổi hay là đối với trẻ nhỏ thì có những cái dòng riêng biệt ạ? Thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì hiện nay Ricola ở trên thị trường thì có hai dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm là có đường, thì nó được đóng gói ở trong cái hộp thiết như thế này. Đó. Thì còn một cái loại sản phẩm mà Ricola rất chú trọng là loại hộp giấy, thì nó có hai size, một size là 45g và một size là 15g. Vâng. Thì tất cả các loại sản phẩm này thì như đã trình bày thì nó chú trọng đến cái dòng sản phẩm không đường này hơn, và tất cả các sản phẩm này đều làm từ 13 loại thảo mộc.
Và chị cũng có cập nhật là có thể tìm mua Ricola ở các nhà thuốc Tây. Vậy thì nếu như khách hàng cũng có nhu cầu thì họ có thể tìm mua ở những địa điểm nào khác nữa ạ? Ngoài nhà thuốc Tây ra thì mọi người có thể đến các siêu thị trên toàn quốc hoặc là các cửa hàng lớn thì đều có bán Ricola. Vâng, rất cảm ơn chị Tường Linh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện cùng với tư vấn sức khỏe và tiêu dùng, và những thông tin mà chị vừa cung cấp cũng rất là hữu ích cho các khách hàng để họ có thêm một cái sự lựa chọn khi mà chúng ta gặp phải những căn bệnh về đường hô hấp, khi mà chuyển thời tiết chuyển mùa chẳng hạn, ho và viêm họng thì không chỉ uống thuốc thôi mà chúng ta có thể lựa chọn viên ngậm thảo mộc Ricola. Còn ngay bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phản hồi của những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới, và họ cũng là những khách hàng rất là trung thành của Ricola. Thưa quý vị, hiện nay trên thị trường có rất là nhiều loại thảo mộc thiên nhiên giúp điều trị hiệu quả các căn bệnh về đường hô hấp, cũng như là việc trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch cũng như là chế biến của các nhà sản xuất cũng được chăm chút nhiều hơn để cho ra đời những dòng sản phẩm mang chất lượng tốt hơn. Chính vì thế, mỗi người trong chúng ta hãy là người tiêu dùng thông minh để lựa chọn những sản phẩm uy tín và chất lượng phục vụ và chăm sóc cho bản thân cũng như là các thành viên trong gia đình. Chương trình đến đây xin được khép lại. Minh Phi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Tuổi của sản phẩm là hơn 85 năm rồi, thì trong cái giai đoạn đó là 13 loại thảo mộc đó nó vẫn theo cái thời gian đó hay là đã có thay đổi công thức rất là nhiều lần thưa chị? Cái sản phẩm này thì họ làm dựa trên cái công thức bí mật